Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là một con âm ly gần như hết số của hãng Pioneer, có model là SX1250. Đây là một con thua mỗi con 1980 của Pioneer thôi. Đây coi là đàn em của 1980 gần như là hết số của hãng. Đấy, và cũng như thường lệ em làm cái video để giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm để các bác biết là hàng hoạt động hoàn hảo. Đấy, trước mặt quý vị và các bạn một con âm ly 1250 được nhiều anh em ưa chuộng. Đấy, mặt phay nhôm trắng rất là gấu mà máy rất là nặng luôn. Đấy, còn có các đường như ba lăng, chép bát cũng như những con âm ly thông thường khác. Con âm ly này đánh được 3 cầu ABC. Đấy. Và bây giờ em sẽ quay bốn mặt xung quanh để các bác xem được cái mức độ đẹp của âm ly. Máy rất đẹp luôn, hoạt động hoàn hảo. Cái phần hậu của nó đây. Pioneer SX1250 điện AC 120V. Đấy, con đàn lên tới công suất lên tới 650W. Đấy, con này hàng xuất Mỹ. Máy móc hoàn đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em sẽ test nhạc cho các bác. Và tiếp sau đây là em sẽ quay cái phần nội thất của máy cho các bác xem. Máy rất là gấu luôn. Rất là khủng long. Con này chạy nguồn xuyến. Nguồn này đường kính phải tầm 17-18cm. 4 con tụ nguồn rất là to. Máy chạy 8 con sò sắt. Máy móc zin tuyệt đối. Đây là các chức năng ba lăng. Đây các chỉnh các giải tép. Các tầng này. Đây bên dưới bên này là bát thế. Thank you.
Con này giá bán là trên 20 triệu. Đấy, các bác quan tâm vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên kênh và các bác ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh giúp em. Em xin cảm ơn và xin chào các bác.